Tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, trong lứa tuổi hai mươi mấy, thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn. Ở trọ chung với tôi là tên bạn nối khố. Hai đứa tôi cùng mê một cô bé đang học tại Đại học Bách Khoa tên Hương, cũng theo ngành công nghệ thông tin. Dạo ấy, phong trào mặc áo da đang lên cao, nên thằng bạn chung phòng của tôi mới tạo một cái áo da bò màu vàng, với ý định dùng nó để cưa cô bé Hương. Phần tôi tin rằng với cái đầu sắc bén của một kỹ sư, với cái logic khổ luyện trong học đường của tôi, Hương sẽ thấy nó đáng giá gấp bội cái áo da màu vàng nhảm nhí ấy. Rình rập mãi tôi cũng rủ Hương đi chơi lần đầu. Thật đúng là sắc đẹp thường tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Vì thế, tôi quyết định phải dạy cô bạn gái tương lai của tôi logic trước khi tỏ tình. Tôi thì thầm vào tai Hương. Em có muốn học logic không? Logic là gì hả anh? Logic là môn khoa học trí tuệ em ạ. Không có logic nói chẳng ai muốn nghe. Biết logic rồi, có đuổi thì thiên hạ cũng kéo tới. Nghe mình buông dưa lê đấy. Hay quá, thế anh dạy em logic được không? Ok, nhưng trước khi học cách lý luận đúng, em phải biết thế nào là lý luận sai trước đã. Từ người ta dùng để gọi những lý luận sai là ngụy biện. Vậy anh dạy em ngụy biện trước nhé. Tôi bắt đầu. Cái đầu tiên em phải biết là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Là gì thế anh? Tức là thủ tiêu ngoại lệ. Ví dụ nhé, người ta cứ nghĩ cô gái nào lấy chồng Việt Kiều cũng ham tiền. Nhưng mình phải nói cho họ biết là đúng thế anh ạ, gần nhà em có một con bé. Tôi ngắt lời. Thế là em sai em ạ. Đâu phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng vì tiền, cũng có người vì tình yêu. Hay biết đâu, họ quen nhau trước khi anh ta xuất ngoại. Đó là chưa kể, đâu phải Việt Kiều nào cũng giàu hơn người trong nước. Ờ nhỉ, logic vui quá anh nhỉ. Anh nói tiếp đi. Cái logic sai thứ hai là khái quát hóa vội vã. Ví dụ nhé, anh có một ông bạn buôn thuốc lá bên Đức. Em cũng có một cô bạn buôn thuốc lá bên ấy. Vậy là ai ở Đức cũng buôn thuốc lá. Đúng đấy anh ạ, con bạn em nó đúng là đúng thế nào? Tôi bật cười. Mình biết có hai người bên Đức buôn thuốc lá, đâu có nghĩa là ai bên ấy cũng đi buôn. Logic hay quá anh ơi, tiếp nữa đi anh. Bây giờ, tới ngụy biện nhân quả. Ví dụ nhé, đừng cho thằng em của em đi chơi theo chúng mình. Lần nào nó đi theo cũng mưa. Lý luận thế là sai, vì trời mưa chả liên quan gì tới nó cả. Thấy Hương tròn xoe mắt thán phục, tôi nã đạn liên tục. Tiếp theo là ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Nếu Thượng Đế làm gì cũng được, thì Thượng Đế có thể tạo ra một cục đá nặng, đến chính Ngài cũng không nâng nổi. Có đúng thế không em? Được chứ anh, chuyện nhỏ như con thỏ, Ngài có thể. Được là được thế nào? Nếu mà làm được thì có nghĩa là có một cục đá Thượng Đế không nâng nổi. Mà lúc đầu mình nói là cái gì Thượng Đế cũng làm được mà. Tôi nổi hứng nói tiếp, xuôi cả bọt mép. Tiếng Việt ta gọi là mâu thuẫn. Em biết mâu thuẫn là gì không? Mâu là cái giáo. Xưa có một anh chàng bán cái mâu. Anh nói, mâu của tôi vô cùng sắc bén, đâm gì cũng lủng. Sau đó anh đem bán cái thuẫn, tức là cái khiên. Anh lại nói, thuẫn của tôi bền chắc vô cùng, không có gì đâm thủng. Có người đi ngang, bèn hỏi, thế lấy cái mâu của anh, đâm vào cái thuẫn thì sao? Anh ta không trả lời được. Hương nhìn tôi như Tử Cống nhìn Khổng Tử. Anh vả là thông thái, nhưng sao, càng nghĩ em càng thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Yên lặng nào, để anh giảng tiếp về ngụy biện lòng trắc ẩn. Ví dụ nhé, có một anh chàng kia thi rớt, nên anh ta năn nỉ ban giám hiệu cho anh vào đại học. Nói rằng mẹ anh ta đang ốm nặng, trước khi chết chỉ muốn thấy anh có được mảnh bằng. Cha anh ta là một nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều cho xã hội, có công với đất nước. Nếu anh ta mà không vào được, thì chắc mẹ anh ta sẽ đau lòng mà chết. Hương thúc thích khóc. Tội quá anh ạ, thôi thì cho anh ta. Tôi gắt lên. Tội là một chuyện, nhưng xứng đáng hay không là chuyện khác. Bộ cứ bố làm công ích, mẹ đau nặng thì con cái được đặc quyền hay sao? Mà thôi,
Để anh dạy cái loại suy sai lầm cho em. Loại suy sai lầm là sao hả anh? Ví dụ như bạn anh, nó nói là học sinh đi thi nên cho phép mang theo sách. Luật sư ra tòa có thể có sách luật, kỹ sư đi làm cũng có sách tra cứu. Thế sao học sinh lại không được? Em hoàn toàn nhất trí. Nhất trí cái con khỉ, em tư duy lối mòn quá. Luật sư hay kỹ sư thì đi làm, còn học sinh thì đi thi để thầy cô kiểm tra xem họ học và nhớ được những gì. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh thật là thiên tài, nói đến đâu em hiểu ra đến đấy. Hứng chí quá, tôi vên mặt lên. Cái ngụy biện tiếp theo là ngụy biện giả thuyết. Ví dụ như ông thầy dạy sử, ông ấy nói không có Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh thì chắc ta vẫn còn bị bắt trị. Đúng đấy anh ạ, hồi ấy vua Lê. Đúng cái chỗ nào? Đúng là ngài có công, nhưng nếu không có ngài, có thể cũng sẽ có người khác đứng lên đánh đuổi quân Thanh mà. Biết đâu đấy, lại lấy cả được Lưỡng Quảng ấy chứ. Ừ nhỉ, cái ông Quang Trung này rách việc. Tới đây thì tôi không còn đủ kiên nhẫn. Hương à, cũng khuya rồi, thôi để anh dạy em một cái ngụy biện cuối, rồi hôm khác ta học tiếp. Cái này gọi là suy luận dèm pha. Ví dụ nhé, tên bạn chung phòng với anh, hắn nói không nên đọc báo viết về công nghệ thông tin, mấy tay nhà báo ấy biết gì mà viết. Hương ngắt lời, nói thế là sai, vì đâu cứ phải dân công nghệ thông tin mới biết công nghệ thông tin. Vả lại, nhiều khi nhà báo họ còn làm công nghệ thông tin nên nhỉ. Sao bạn anh tư duy lối mòn thế? Tôi đắc chí. Ừ, thằng bạn anh nó lối mòn lắm em ạ. Đêm nào cũng thế, chẳng mấy chốc, Hương đã sắc bén về logic chẳng kém ai. Đêm hôm nay, tôi dẫn nàng ra bờ hồ đi quanh quẩn. Đợi nàng mỏi chân, tôi dìu nàng ngồi xuống băng ghế đá thủ thỉ. Em à, tối nay anh không nói chuyện logic nữa, anh sẽ nói chuyện hai đứa mình. Hương ngắt lời, hai đứa mình có gì đâu mà nói hả anh? Em yêu, sao lại không? Mình đã đi chung với nhau cả tháng rồi, rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau. Anh ơi, đừng khái quát hóa vội vã anh nhé. Em nói cái gì thế? Em nói anh, khái quát hóa vội vã, đi chung với nhau đâu có nghĩ là hợp nhau ở anh. Vả lại, cũng mới chỉ có một tháng. Tôi bật cười. Em đùa vui quá, một tháng là đủ rồi em. Đâu còn phải ăn hết cái bánh mới biết là cái bánh ngon. Anh vừa loại suy sai lầm đó anh. Em đâu phải là cái bánh. Anh so sánh khập khiễng quá. Tôi cảm thấy gáy mình bắt đầu nóng lên. Hương à, em là niềm hy vọng của anh. Em mà từ chối thì sao anh sống nổi? Tội cho anh, cái công của anh mấy tháng nay. Ngụy biện lòng trắc ẩn anh ơi. Tội là một chuyện, có công là một chuyện. Xứng đáng hay không là chuyện khác. Tôi thấy nóng bừng cả mặt. Em nói quái quỷ gì thế? Em muốn logic hả? Được, anh cho em logic. Thế, ai dạy em logic thế? Thì anh chứ còn ai vào đây? Tức là em nợ anh. Không có anh, thì làm sao em biết logic? Ngụy biện giả thuyết anh ơi. Không có anh, thì có thể sẽ có người khác dạy. Mà biết đâu, là chả dạy tốt hơn anh ấy chứ. Anh không nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ à? Tôi la lớn lên. Hương này, đâu phải cái gì học được cũng nên đem ra áp dụng. Đừng có nói loanh quanh mãi nữa. Anh nhá, đấy là anh đang ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ đấy. Đến đây thì tôi không thể kiềm chế nổi mình nữa. Em có thằng nào khác vậy không? Thằng nào thế? Em cứ nói tuột ra cho xong. Hương dịu dàng đáp. Thì anh bạn chung phòng của anh đấy chứ ai? Cái gì? Nó là cái thằng Sở Khanh. Anh ở chung với nó mấy năm nay, anh biết rõ nó lắm. Anh đừng có suy luận dèm pha thế chứ. Tôi thở dài. Thôi được, anh chịu thua em. Anh bỏ cuộc, em giỏi lắm. Chỉ xin em cho biết, tên đó có cái gì mà hơn anh cơ chứ? Hương mở tròn đôi mắt, thật thà đáp. Anh ấy có cái áo da bò màu vàng.